Phật giáo phải chăng là giáo dục tôn giáo? Nói thật, Phật giáo không phải giáo dục tôn giáo, hoàn toàn không liên quan đến tôn giáo. Nhưng trên sự thật, chúng ta cần phải thừa nhận, hiện nay Phật giáo luôn lạc vào trong tôn giáo. Quý vị không thể không nói nó là tôn giáo. Phật giáo biến thành tôn giáo thời gian này bao lâu? Chúng ta nghiên cứu quan sát tường tận, không quá 300 năm. Giữa thời nhà Thanh trở về sau mới biến chất. Đại khai biến thành ra như thế là do Thái Hậu Từ Hy. Điều này chúng ta có lý do tin rằng lúc Mãn Thanh khai quốc, đối với truyền thống học thuật của ba nhà nho Tích Đạo, họ siêng năng học tập. Trong cung đình thường mời cao tăng học giả của ba nhà vào cung đình dạy học. Hoàng đế dẫn đầu, phi tần văn võ đại thần đến nghe giảng. Giảng nghĩa của họ giảng nghĩa của nho, giảng nghĩa của đạo đều lưu giữ trong Tứ Cố Toàn Thư. Quý vị tra trong Tứ Cố Toàn Thư, trong hoàng cung giảng mỗi ngày, họ giảng những gì quý vị đều có thể thấy được. Đối với Phật giáo vô cùng tôn trọng, giảng nghĩa của Phật giáo không ở trong Tứ Cố, đặc biệt biên tập thành một bộ Đại Tạng Kinh, gọi là Càn Long Đại Tạng Kinh. Điều này chứng tỏ họ rất tôn trọng Phật Pháp. Phật nhập tạng, nho đưa vào Tứ Cố, đạo cũng đưa vào trong Tứ Cố, chỉ có Phật giáo đặc biệt biên tập riêng. Đây là sự tôn trọng đối với Phật giáo. Từ thời nhà Hán, sau khi Phật giáo truyền vào Trung Quốc, giáo dục ở đây có hai hệ thống. Một là giáo dục truyền thống của nho giáo do tể tướng quản lý. Tể tướng hiện nay là giám đốc. Dưới tổng lý có một bộ là bộ giáo dục. Ngày xưa không gọi là bộ giáo dục, gọi là lễ bộ. Lễ bộ chính là bộ giáo dục quản lý về giáo dục. Giáo dục Phật giáo và giáo dục đạo giáo, hoàng đế đích thân nắm giữ. Hai giáo dục này không do tể tướng quản lý. Do hoàng đế đích thân quản lý. Bởi vì Phật và đạo phát triển trong nhân gian hơn nho giáo rất nhiều. Đạo quán của đạo giáo, tự viện của Phật giáo có thể xây dựng theo hình thức cung điện. Vì sao vậy? Vì đây là thầy của hoàng đế. Các đạo khác không được. Đại thành điện của Khổng Tử cũng có thể kiến trúc theo lối hoàng cung. Đây là hoàng gia đặc biệt tôn trọng đối với nho Thích Đạo, lấy thánh nhân làm thầy. Nơi thầy ở đương nhiên phải giống như hoàng cung vậy. Quý vị có thể thấy được điều này. Nhưng đến thời Thái Hậu Từ Hy, bà phế bỏ chế độ này. Chúng ta tin rằng có thể những gì các bậc cao tăng đại đức nói, rất nhiều đều nói đúng khuyết điểm của Thái Hậu Từ Hy. Bà nghe rồi cảm thấy không vui nên tha rằng đừng nói. Bởi vậy bà phế bỏ truyền thống dạy học trong cung đình. Bà rất mê tín, tin theo đồng bóng.
quốc gia đại sự đến cầu xin thần, nghe theo chỉ thị của thần minh, vì vậy mà mất nước. Muốn quốc gia hưng thịnh phải nghe từ dân, nghe xem trăm họ nói gì, quốc gia sẽ hưng thịnh. Khi quốc gia sắp mất, nghe thần minh, nghe thần minh sẽ mất nước. Vấn đề này thầy tôi là đại sư Chương Gia nói với tôi. Vào thời nhà Thanh, thầy là quốc sư, kể câu chuyện này lại cho tôi nghe. Đồng bóng có linh chăng? Nói thật, đồng bóng đa phần là quỷ thần mạo xưng Phật Bồ Tát giáng phàm. Chuyện đơn giản thì rất linh, nhưng chuyện lớn họ nói lung tung. Những gì họ nói không có trách nhiệm, quý vị cũng tìm không được họ. Tôi cũng là vì chuyện đồng bóng này mà đến thỉnh giáo thầy. Tôi hỏi rốt cuộc vấn đề này có tin được chăng, là thật chăng? Thầy liền kể cho tôi nghe câu chuyện này.